Đắt chó. Còn thấy áo của cha. Oh, I can find. Xin chào con, thay thầy, amen. Lạy Chúa, cảm ơn Chúa cho con một ngày để sống nữa. Hôm nay con muốn cầu nguyện cho con được làm bài thi. Thứ hai, con muốn cho bố mẹ con vui vẻ với con. Amen. Chào con, thay thầy, amen. Oh, con trễ giờ đi học rồi. Phải đi học. Oh, Jennifer, Angela, the em. Oh, Jennifer, với Angela có hiểu bài không? Teresa, Teresa mặc cái gì vậy? Xấu quá. Oh, áo đó ghê quá. Jennifer, mình sắp xếp chế cho lớp rồi. Đi. Con biết mặc đồ đàng hoàng. Tại sao James cho có bạn gái vậy? Dạ. Dạ. Mình nghe James thích Teresa. No, sai rồi. James không phải thích Teresa đâu. Teresa mặc và giống như con trai. Đúng rồi, ai cũng thích Teresa là gái đâu. Đúng rồi. Chào các em, trước khi chào các em, hôm nay cô sẽ dạy học sinh với dạy khoa gì với biology and chemistry. Teresa, môn này là dễ mà. Tại sao cô Teresa không có hiểu? Cô không có dạy chậm hơn được. Không sao đâu cô giáo, mấy người chậm cần học mau lên. Yeah. Trước khi cô dạy, cô cần phát lại bài thi của tuần trước. Ủa, cô giáo, làm sao em được bài F minus được để em thức khuya đêm để học mà. Xin lỗi em cần học thêm nữa cho em cần phải học thêm cho theo kịp các bạn của em. Chào mẹ, con phải đi học về. Teresa, con về rồi hả con? Mấy giờ rồi? Mấy giờ con bỏ con đi học xong rồi con đi chơi hả con? Con có bạn rồi con đi chơi con bỏ mẹ hả? Đó, con có nhiều trách nhiệm ở nhà nè, con quên giặt quần áo của con nè, con quên rửa chén, con quên về nhà đọc kinh với gia đình nè, đấy con quên xếp quần áo với mẹ. Ông ơi, ông vào dạy nó kìa. Teresa. Con biết cái gì mới về đây không? Cái gì bố? Bảng lưu điểm của con nè, nhìn nè. Học giỏi lắm nhá. Một con A nhá. Một con B. Một con C. Tới hai con D lận. Một con F. Học thành cái đó vậy hả? Thôi giỏi vậy. Thấy con người ta không? Học giỏi quá trời giỏi mà sao con học giỏi vậy? Suốt ngày đi chơi, không lo giúp mẹ làm chuyện nhà kìa. Con vào phòng đi, nghĩ lại những gì con đã làm. Yeah.
Sao chú ở đây vậy? No, chú ở đâu khi mấy người ta gọi con? Gọi con mập. No, chú ở đâu khi con không học bài được nhưng mà con học cả đêm? Chú ở đâu khi bố mẹ con nói con không giống con người ta? Sao chú không có ở đó cho con? Tiếp tiếp.